Đâu là nơi người tiêu dùng hướng tới trong thời đại công nghệ 4.0? Giải pháp nào cho tiêu dùng thông minh, tiết kiệm cả về thời gian lẫn chi phí? Bạn đã thực sự tìm được sự lựa chọn hoàn hảo để an tâm mua sắm mỗi ngày hay chưa? Hãy đến với công ty cổ phần tiếp thị số Vision Digital Marketing. Công ty cổ phần tiếp thị số Vision Digital Marketing là một doanh nghiệp hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ số hiện đại, mang đến cho người tiêu dùng sự lựa chọn đa dạng về chất lượng hàng hóa và dịch vụ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu trải nghiệm mua sắm của mọi khách hàng. Với sứ mệnh phát triển bền vững và tạo được cho khách hàng tâm lý an tâm mua sắm mỗi ngày, công ty cổ phần tiếp thị số Vision Digital Marketing luôn nỗ lực đáp ứng đầy đủ yêu cầu mua sắm của khách hàng, cam kết chất lượng khi sử dụng sản phẩm, giao hàng nhanh chóng, nâng cao giá trị cuộc sống của người tiêu dùng trong xã hội hiện đại. Là một doanh nghiệp trẻ, đội ngũ lãnh đạo và điều hành của công ty là những con người trẻ nhưng có tầm nhìn dài hạn, năng động, làm việc với tất cả sự say mê. Luôn mang trong mình một nhiệt huyết với mong muốn thay đổi thói quen tiêu dùng và mua sắm truyền thống, mang đến cho người tiêu dùng Việt những trải nghiệm mua sắm tiện lợi với nhiều sự lựa chọn về sản phẩm, an tâm về chất lượng. Công ty cổ phần tiếp thị số Vision Digital Marketing có hệ thống hàng ngàn đối tác cũng đều là các thành viên của cộng đồng tiêu dùng tiếp thị số trên khắp mọi miền đất nước. Chính vì vậy, công ty sở hữu một thế giới đồ sộ các mặt hàng đáp ứng đầy đủ nhất nhu cầu của cộng đồng người tiêu dùng như thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu, hàng tiêu dùng, hàng công nghệ số, mỹ phẩm, v.v. Tất cả các sản phẩm dịch vụ có mặt trên các gian hàng của công ty trước khi được đưa đến tay cộng đồng tiêu dùng đều được trải qua những công đoạn sàng lọc gắt gao về chất lượng, giá cả. Các mặt hàng đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, mang đến sự an tâm trong trải nghiệm mua sắm. Được cấp phép vào ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến ngày 25 tháng 4, thì công ty cổ phần tiếp thị số Vision Digital Marketing chính thức đi vào hoạt động với giải pháp giúp cho doanh nghiệp sẽ trực tiếp đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Một người khách hàng tiêu dùng cũng có thể hoàn toàn trở thành một tổng đại lý, trở thành một nhà bán lẻ, cũng trở thành một người tiếp thị marketing cho chính doanh nghiệp đó. Chính vì vậy thì mỗi một khách hàng sẽ vô hình dung sẽ trở thành là một nhà kinh doanh đó, mà không hề phải bỏ vốn, không hề phải bến bãi nhà xưởng. Các anh chị đều biết là chúng ta đang sử dụng mỗi một ngày rất nhiều thời gian cho chiếc điện thoại, như là lướt web, Zalo, Facebook. Nhưng ngày hôm nay với cái nền tảng công nghệ này thì một khách hàng hoàn toàn có thể biến cái chiếc điện thoại thông minh của mình không còn là tiêu sản nữa, mà chính là gì ạ? Là tài sản để kiếm được những cái nguồn thu nhập thụ động đến từ cái việc là kết nối giới thiệu những cái sản phẩm chất lượng, những cái dịch vụ mà mình vô cùng hài lòng đó cho những người bạn, người thân, hàng xóm, bạn bè nhà mình cùng tiêu dùng. Với tầm nhìn dài hạn, với sự năng nổ của thế hệ trẻ, công ty tiếp thị số Vision Digital Marketing đang nỗ lực mỗi ngày để mở rộng thị phần, đa dạng các mặt hàng, tối đa hóa lợi nhuận cho cộng đồng tiêu dùng thông minh. Công ty luôn đưa ra yêu cầu gắt gao và nghiêm ngặt với các đối tác trong việc cung ứng hàng hóa thường xuyên và liên tục, đảm bảo chất lượng tuyệt đối. Các sản phẩm đều được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng đầy đủ yêu cầu từ phía các cơ quan quản lý. Các dịch vụ công ty mang đến đều hướng tới sự hài lòng về trải nghiệm cho khách hàng. Vision Digital Marketing, kinh doanh thông minh, tiêu dùng tiết kiệm.